Chào mừng các bạn đến với Bạn là Triệu Phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Với các độc giả đọc sách, thì độc giả nhận được lợi ích gì khi đọc sách Bạn là Triệu Phú? Tùy theo từng đối tượng mà chúng ta nhận được những lợi ích khác nhau, như đối với học sinh cấp 3, chọn nghề, chọn trường, thì tương tác từ bước 1 tới bước 5 của công cụ chọn nghề, hành nghề. Trong đó, sách là bước 2 giúp cho học sinh trải nghiệm nghề bằng những hình ảnh thực tế sinh động, và trọng tâm thành công của nghề là gì các bạn sẽ được biết rõ. Đối với người đi làm, từ cấp nhân viên đến quản lý, thì tương tác công cụ chọn nghề, hành nghề từ bước 1 đến bước 7. Trải qua các bước này sẽ giúp bạn đạt được thành công nhanh và bền vững, vì khi đó bạn đã nắm rõ được cơ cấu tổ chức, ý nghĩa của từng chức năng để thấu hiểu và phát huy tinh thần đồng đội. Đặc biệt, biết rõ được trọng tâm thành công và thăng tiến là gì. Còn đối với doanh nghiệp, để trường tồn, thì sử dụng công cụ chọn nghề, hành nghề ở bước 2, 3, 5, 7 để nắm rõ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, biết giao KPI giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh, cũng như áp dụng đánh giá năng lực trong tuyển dụng giúp cắt giảm hơn 80% chi phí tuyển dụng và tiết kiệm hơn 50% chi phí đào tạo phát triển đội ngũ. Bắt đầu câu chuyện cho cuộc đời thành công, tác giả dẫn dắt các bạn vào phần giới thiệu về bánh xe cuộc đời. Đó là một tình huống thực tế, thú vị, đã thúc đẩy tác giả viết được phần giới thiệu đầy cảm xúc mà đa số các bạn đọc đều ấn tượng và ghi nhớ. Vâng, nghề nghiệp là niềm vui, là hạnh phúc. Nếu không sửa sai thì chắc chắn sẽ sống mãi trong niềm day dứt và tiếc nuối. Các bạn hãy xem bánh xe cuộc đời của bản thân mình hiện như thế nào thông qua trang web bạnlàchiệuphú.com nhé. Tác giả viết sách này và tạo ra công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam, đó là Thạc sĩ Huỳnh Thị Thu Hằng, chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp với hơn 18 năm quản lý tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia. Anh Nguyễn Vũ Tâm, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp tính cách MBTI toàn cầu, từng giữ các chức vụ giám đốc kinh doanh, giám đốc sàn giao dịch bất động sản, giám đốc chi nhánh. Hai tác giả Nguyễn Vũ Tâm và Huỳnh Thị Thu Hằng còn là đồng sáng lập công ty tư vấn và đào tạo Cân Bằng Balance. Đây là công ty chuyên về tư vấn quản trị doanh nghiệp, chiến lược và quản trị nguồn nhân lực. Sách Bạn là Triệu Phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam, miêu tả rõ các hoạt động hàng ngày của nhiều ngành nghề khác nhau bằng những hình ảnh thực tế sinh động. Với gần 20 năm quản trị doanh nghiệp, tác giả giúp cho độc giả tiếp cận được với thực tế theo giá trị của doanh nghiệp, theo sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp. Tác giả quy các ngành nghề theo 3 nhóm tương ứng với cơ cấu tổ chức để bất cứ độc giả nào cũng hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của nghề nghiệp mà mình đã chọn và của người khác, đó là trực tiếp bán hàng, cung cấp nguồn lực và trực tiếp sản xuất. Với khối trực tiếp bán hàng và cung cấp nguồn lực trong tổ chức thì đã có đầy đủ trong sách. Riêng khối trực tiếp sản xuất thì sách này mang đáp ứng với đa số các ngành nghề thông dụng trên thị trường. Sau đây, mời các bạn trải nghiệm thực tế một phần của mô tả giám đốc điều hành trong sách Bạn là Triệu Phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Để bắt đầu câu chuyện thực tế, tác giả đã cho chúng ta biết sự cam ro của nghề này với hình ảnh phá sản. Giám đốc điều hành đó chính là vị thuyền trưởng lèo lái con tàu doanh nghiệp đi đến nơi mà tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nghiệp đã được đặt ra. Sau phần giới thiệu bao quát và trọng tâm về nghề, tác giả dành sự tâm huyết của mình với độc giả khi cùng với hơn 20 họa sĩ khắp đất nước tạo ra trải nghiệm thực tế bằng tranh sinh động. Đặc biệt, trong những câu chuyện thực tế sinh động này, độc giả sẽ biết được, nắm được bí quyết của nghề. Riêng về giám đốc điều hành, bạn sẽ trải nghiệm được tinh thần lãnh đạo, việc điều binh khiển tướng để thấy những áp lực về tình hình thị trường, doanh thu mà các quản lý đã và đang đương đầu, cũng như các hiệu quả mà doanh nghiệp sẽ đạt được từ những KPI mà ban giám đốc duyệt. Có được như vậy thì doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững. Sau khi trải nghiệm bí quyết của nghề,
độc giả sẽ nhận biết được môi trường làm việc của nghề như thế nào. Để những ai chưa bước chân vào nghề đều biết rõ mình sẽ sống với môi trường đó ra sao. Để những ai muốn chuyển nghề, muốn được lên chức cao hơn, lương cao hơn, có được cơ hội chuẩn bị tinh thần trước. Riêng với giám đốc điều hành, đang là thời bình, nhưng các giám đốc điều hành phải đi chiến đấu triền miên. Vì đó là thương trường chính là chiến trường, đúng không các bạn? Nếu ai nói rằng là giám đốc điều hành chỉ suốt ngày đi họp thì cũng chỉ đúng một phần thôi nhé. Để họp mà ra được kết quả tốt thì tốn biết bao nhiêu buổi đọc báo cáo, phân tích số liệu, đưa ra giải pháp để các quản lý trung gian làm. Đó chính là môi trường nội bộ. Và môi trường làm việc bên ngoài như thế nào? Ngoại giao, tìm kiếm khách hàng thông qua hội thảo, xúc tiến đầu tư, chốt được hợp đồng với khách hàng. Ôi, đau đầu biết bao nhiêu. Khi bạn đã biết rõ về nghề rồi, thì bạn cần biết trọng tâm thành công của nghề là gì chứ? Nói thì đơn giản vậy, chứ đa số mọi người, thậm chí nhiều người, đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm, vẫn chưa biết rõ trọng tâm thành công của nghề là gì đâu nhé. Chính vì thế mà đa số mọi người có thu nhập thấp và khó khăn trong việc thăng tiến lên chức là vậy. Riêng với những ai đang làm hoặc muốn làm quản lý, muốn làm giám đốc nhân sự, làm giám đốc điều hành thì phải nắm được nội dung này để không phải khổ sở trong quản lý, trong việc đánh giá hiệu quả làm việc, trong việc quyết định thưởng, bổ nhiệm. Vậy, để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, trường tồn thì giám đốc điều hành phải tập trung trọng tâm vào mục tiêu gì? Các bạn hãy trải nghiệm sách Bạn là triệu phú trang 89 để biết rõ hơn nhé. Chắc các bạn đi làm rồi, thường nghe nói nhiều về stress phải không? Trong nhiều nguyên nhân gây stress thì stress về công việc là nhiều nhất và khủng khiếp nhất. Vì công việc sẽ gắn liền với cuộc đời của bạn, thông thường là 40 năm. Vì sao nó khủng khiếp như vậy? Vì bạn đi làm thì bạn mới có khả năng trang trải cho các nhu cầu về ăn uống, quần áo, ngủ nghỉ, vui chơi, các mối quan hệ. Thôi, cuộc đời có nhiều thứ cần phải chi trả lắm. Thế là stress thôi. Stress vì hàng ngày phải làm công việc chả có hứng thú gì cả. Stress vì làm mãi mà không được đánh giá cao, không được lên lương, không được thưởng, không được lên chức. Vì thế, bao nhiêu ước muốn không thành hiện thực. Chính vì thế, bạn cần phải nắm rõ nội dung, áp lực, niềm vui chính của nghề để bạn biết rõ bạn có thực sự thích nó và nó có hoàn toàn thuộc về niềm vui của bạn hay không. Bạn hãy trải nghiệm trang 90-91 để biết rõ áp lực, niềm vui của giám đốc điều hành nhé. Khi bạn đi làm, biết về trọng tâm của thành công trong nghề thì bạn cần biết được năng lực làm việc, năng lực giải quyết công việc thực tế của bạn như thế nào. Bạn cần cải thiện, phát huy ra sao? Và bạn cần tập trung trọng tâm vào năng lực gì cụ thể để có được sự thành công nhanh và bền vững. Để biết được điều này thì bạn được tặng một mã cào trị giá 150.000 đồng ở bìa gấp phía sau của quyển sách để được trải nghiệm thực tế năng lực của bản thân mình ở bước 3 của trang web bạnlatriệuphú.com. Với sứ mệnh phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước, công ty Balance đã phát triển công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam với niềm khát khao cháy bỏng là tăng thu nhập của người Việt Nam trong top đầu ASEAN. Bạn hãy là người có thu nhập cao trong top đầu ASEAN bằng cách hành động như công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về sách Bạn là triệu phú, công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam, xin các bạn liên hệ website, Facebook Bạn là triệu phú hoặc gọi về số điện thoại hotline 08 3925 6011. Xin cảm ơn các bạn.